biết hướng đi vòng xoay cuộc đời. Hãy trân trọng hôm nay, vì ta phải sống thật tốt cho hiện tại. Cuộc sống vui ngày hôm nay, từng giây phút không bao giờ trở lại. Yêu mình, yêu người, yêu đời, nhẹ nhàng ta sống thánh thơi dòng trời. Đừng gì quá khó, ta hãy quăng đi thôi sầu lo chớ đắn đo. Có biết bao nhiêu niềm vui ngoài kia, vì sao ngồi đây trong u sầu. Nói chi chuyện dĩ vãng, nói chi lời trách móc hay nhiều hơn hận thù. Nói chi lời than vãn, nhiều hơn làm chi những lời cay đắng thêm buồn. Nói chi lời tiếc nuối, vì ta đâu có đổi thay được gì. Nói chi về tương lai, nói chi lời hẹn ước hay mộng mơ tuyệt vời. Nói chi chuyện ngày mai, nào ai được biết hướng đi vòng xoay cuộc đời. Hãy trân trọng hôm nay, vì ta đã sống thật tốt cho hiện tại. Cứ sống vui ngày hôm nay, từng giây phút không bao giờ trở lại. Yêu mình, yêu người, yêu đời, nhẹ nhàng ta sống thánh thơi dòng trời. Điều gì quá khó, ta hãy quăng đi thôi sầu lo chớ đắn đo. Có biết bao nhiêu niềm vui ngoài kia, vì sao ngồi đây trong u sầu. Cứ sống vui ngày hôm nay, cứ sống vui ngày hôm nay, sống vui ngày hôm nay, cứ sống vui ngày hôm nay. Nhẹ nhàng ta sống thánh thơi dòng chưa. Điều gì quá khó, ta hãy quăng đi thôi sầu lo chớ đắn đo. Có biết bao nhiêu niềm vui ngoài kia, vì sao ngồi đây trong u sầu. Có biết bao nhiêu niềm vui ngoài kia, vì sao ngồi đây trong u sầu. Thảo xin kính chào quý vị. Tôi biết tôi không nói mọi người cũng vỗ tay mà. Thương là vậy đó, phải không quý vị? Khi đã thương chương trình của Thiên Nga Paris, thì dù trục trặc kỹ thuật hay bất cứ chuyện gì, cho dù có thua bài mình không có la nữa. La cái người ta nói thằng cha đó thua bài. Cho phép Việt Thảo được cảm ơn như ý. Nữ ca sĩ Như Ý hôm nay rất dễ thương, đẹp, em hát múa rất đẹp luôn, với ca khúc Dĩ Vãng, Hôm Nay Ngày Mai. Thua bài để quăng bên đi, bây giờ tính giờ này, ngày mai chuyện khác. Các dancer rất đẹp phải không quý vị? Thank you dancer, thank you, cảm ơn Như Ý. Và cho phép Việt Thảo được cảm ơn Diamond Sponsor. Chúng tôi phải cảm ơn là tại vì chính nhờ những người sponsor này đã đưa chương trình Thúy Nga tổ chức nhiều hơn, gần gũi với khán giả nhiều hơn nữa. Tại vì nói thẳng ra, với số lượng khán giả dù đông cỡ nào, với chi phí quá lớn cũng cần sponsor để chương trình Thúy Nga mới đi đến rộng khắp nơi.
Chúng tôi xin được cảm ơn Diamond Spencer là Eye Gel Beauty. Đây là một sản phẩm của ngành nail đi đầu trong giá cả và chất lượng, và là một sự chọn lựa đẳng cấp cho salon của quý vị. Và riêng Việt Thảo nghĩ rằng Eye Gel Beauty đã trở thành sản phẩm hàng đầu trong ngành nail được mọi giới yêu chuộng, có phải không quý vị? Xin được cảm ơn và hân hạnh giới thiệu. Mùa hè năm nay, để đánh dấu 40 năm hành trình Paris by Night kể từ năm 1983, Trung tâm Thúy Nga sẽ tổ chức